Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Giờ trước, thầy đã hướng dẫn chúng ta về rút gọn biểu thức số. Hôm nay, thầy tiếp tục giới thiệu với chúng ta một số bài tập tiếp theo về dạng toán này. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết 6 bài toán sau đây. Và nội dung chủ yếu trong bài hôm nay đó là chúng ta ôn tập về hàng đẳng thức, về căn thức bậc 2, phương pháp trục căn thức ở mẫu và khử mẫu biểu thức nghĩa căn. Chúng ta sẽ tiến hành giải quyết từng bài toán một, từ bài số 1 đến bài số 6. Ở bài thứ nhất, rút gọn biểu thức A, thì chúng ta nhìn phần này trên tử. Thì ở đây nó có dạng là căn bậc 2 của biểu thức A. Và chúng ta cần biến đổi thành căn của A bình thì sẽ đưa được ra ngoài thành giá trị đối của A. Và bằng A nếu như A của chúng ta không âm, và bằng âm A nếu như A nhỏ hơn 0. Thì trong giờ trước thì nó nói vui là gì? Là trong bệnh viện này có một người đang cầm thẻ. Chúng ta sẽ thu thẻ lại và đưa người đó ra phòng khám giá trị đối. Đây, đây là thẻ nhé, số 2 là thẻ này. Ra đây mất thẻ này. Sau đó sẽ khám bệnh, nếu người đó khỏe mạnh, theo quy ước lớn bằng 0 là khỏe mạnh, thì sẽ đưa về. Nếu người đó đã chết, âm tức là chết, thì chúng ta cho một cái liều thuốc gọi là liều thuốc cải thiện sinh, thì sẽ được kết quả là âm A. Vấn đề ở đây, chúng ta nhìn vào bài này, thì đây trong bệnh viện này có một người nhưng mà chưa có thẻ. Vậy nhiệm vụ của mình là phải cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người này. Tức là chúng ta phải biến đổi 6 cộng 2 căn 5 thành bình phương của biểu thức. Chúng ta hãy nhớ lại các công thức. A cộng B tất cả bình phương thì bằng gì? Bằng A bình phương cộng với 2AB cộng với B bình. Tương tự như vậy thì đây là rút trừ, thì ở đây sẽ là rút trừ. Và ở đây đặc biệt lưu ý thầy như sau này. Chỗ này là A thì chỗ này cũng là A này. Chỗ này là B thì chỗ này là B này. Hai cái này giống nhau, hai cái này giống nhau. Trong đó đây là A thì đây là A bình, đây là B, đây là B bình. Trừ cái phần mũ đi thì là nó phải giống nhau nhé. Để chúng ta bắt đầu phân tích. Ta bắt đầu phân tích cái thứ nhất, đó là 6 cộng với 2 căn 5. Thì bao giờ chúng ta phân tích thành cái gì? Từ cái này mà ra này sẽ thành 2 nhân với căn 5. Thì 2 căn đủ rồi, vậy chắc chắn phải là 1. Do đó ở chỗ này, đây nhé, đây là A thì đây là A bình. Vậy đây là căn 5 thì đây là căn 5, tức là bình. Cộng với đây là B, đây là B bình. Vậy thì 1 sẽ là 1 bình. Chúng ta xác định xem nó có đúng không. Căn 5 tức bình bằng 5, 1 bình bằng 1, 5 cộng 1 bằng 6. Vậy hoàn toàn đúng rồi. Từ đó được kết quả là bằng căn 5 cộng với 1, tất cả bình phương. Như vậy chúng ta đã cấp thẻ bảo hiểm y tế thành công cho người này. Tiếp theo nhé, 5 trừ đi 2 căn 6. Thì một số bạn tách như sau này. Ta tách thành 2 nhân với căn 6 nhân với 1. Thì ở đó ta sẽ có là căn 6 tất cả bình này trừ đi cộng với 1 bình. Căn 6 tất cả bình bằng 6 cộng 1 bình là 1, 6 cộng 1 là 7. Vậy nó khác với 5. Do vậy cách này là sai. Thế thì chúng ta phải tìm cách khác bằng cách như sau. Ta tách căn 6 thành căn 3 nhân căn 2. Thì khi đó được cái gì? Sẽ được là căn 3 tất cả bình phương cộng với căn 2 tất cả bình phương. Căn 3 tất cả bình bằng 3, căn 2 tất cả bình bằng 2, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy vừa đủ. 2 nhân căn 3 nhân căn 2 thì bằng 2 căn 6, vậy đủ. Từ đó được kết quả bằng căn 3 trừ căn 2 tất cả bình phương. Như vậy mình đã cấp thẻ thành công cho hai trường hợp mà trong cái bệnh viện này nha. Vậy A bằng căn của căn 5 cộng với 1 tất cả bình phương chia cho căn 5 cộng 1 cộng với căn của căn 3 trừ căn 2 tất cả bình chia cho căn 3 trừ căn 2. Căn của A bình thì bằng giá trị đối của A. Vậy ta có
sẽ bằng trị đối của căn 5 cộng 1 chia cho căn 5 cộng 1 cộng với giá trị đối của căn 3 trừ căn 2 chia cho căn 3 trừ căn 2. Sau đến trị đối thì chúng ta phải tiến hành thực hiện xét dấu của cái biểu thức trong căn, tức là tiến hành khám bệnh nhé. Nếu người này khỏe mạnh ta sẽ cho ra khỏi phòng khám. Ta có căn 5 cộng 1 lớn hay không? Vậy tức là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì chúng ta cho về và giữ nguyên nhé. Bằng căn 5 cộng 1 chia cho căn 5 cộng 1 cộng với căn 3 trừ căn 2 dương. Vậy trị đối của căn 3 trừ căn 2 sẽ bằng căn 3 trừ căn 2 trên căn 3 trừ căn 2. Từ đây sẽ được kết quả là gì? 1 cộng với 1 và bằng 2. Sau khi làm xong thì chúng ta nhất thiết phải dùng máy tính để kiểm tra kết quả. Thì chúng ta ấn vào máy tính cái biểu thức giống như này và bằng, thì ta thấy kết quả ở trên máy là bằng 2. Tức là bài nào của chúng ta đã chính xác. Phần B. Chúng ta quan sát ở đây thì phần B có 3 cái phân số như này, có dạng này. Chúng ta thấy ngay ta phải thực hiện trục căn thức ở mẫu đối với 3 phân thức này hoặc là quy đồng. Nhưng ta nhìn thấy này, ba cái mẫu này nó khác nhau. Nó không có kiểu ví dụ đây là căn 5 trừ căn 2, chỗ này là căn 5 cộng căn 2, vân vân. Đấy, nó phải giống như thế ta mới quy đồng. Chứ còn trong trường hợp này thì chắc chắn ta phải trục riêng rồi. Thì nhớ về phương pháp trục căn thức như sau. Nếu ta có một cái biểu thức dạng A trên căn B cộng với căn C thì chúng ta biết rồi. Chúng ta sẽ nhân cả tử với biểu thức liên hợp là bằng A nhân với gì đây? Nhân với căn B trừ căn C. Và dưới mẫu nó sẽ bằng là B trừ C. Tương tự nếu là dấu trừ ở đây thì chúng ta sẽ nhân với cộng, tức là biểu thức liên hợp của mẫu. Do đó trong bài này ta tiến hành như sau. Chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với căn 5 cộng căn 2. Thì ở dưới mẫu sẽ bằng là căn 5 trừ căn 2 nhân căn 5 cộng căn 2, tức là bằng căn 5 tất cả bình trừ căn 2 tất cả bình. Ta có thể viết luôn cho nó gọn. Cộng với 4 nhân với căn 6 trừ căn 2. Nhớ là cộng thì nhân với trừ, trừ nhân với cộng nhé. Ở dưới ta sẽ được bằng căn 6 tất cả bình trừ căn 2 tất cả bình. Cộng với 1 nhân với căn 6 trừ căn 5. Và dưới mẫu sẽ là gì? Là căn 6 tất cả bình phương trừ căn 5 tất cả bình phương. Hoặc ta có thể viết theo công thức tổng quát là bằng B trừ C luôn cũng được, không có sao cả. Từ đây sẽ được bao nhiêu đây? Thì một kinh nghiệm khi làm bài này, chúng ta đừng có nhân ra vội nhé. Rất nhiều bạn, chúng ta nhân luôn ra thành 3 căn 5 cộng 3 căn 2 thì chưa nên. Mà chúng ta để nguyên số 3 xem rút gọn được không. Thì ta thấy căn 5 tất cả bình bằng 5, căn 2 tất cả bình bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3. Như vậy rút gọn được 3 này. Vậy ta để nguyên thành căn 5 cộng với căn 2 chia cho 3 cộng với 4 căn 6 trừ căn 2, 6 trừ 2 vậy còn 4 cộng với căn 6 trừ căn 5 chia cho 6 trừ 5 vậy bằng 1. Đến đây mình rút gọn được 3 cho nhau, vậy sẽ được căn 5 cộng với căn 2, 4 rút gọn cho 4 được căn 6 trừ căn 2, cái này trên 1 thì bằng cộng căn 6 trừ căn 5. Thu gọn lại nha, căn 5 trừ căn 5 hết, căn 2 trừ căn 2 hết, căn 6 cộng căn 6 được kết quả cuối cùng bằng 2 lần căn 6. Chúng ta tiến hành kiểm tra kết quả máy tính. Ấn vào máy tính nguyên cái biểu thức này và thấy kết quả trong máy là bằng 2 căn 6, tức là cách làm chúng ta đã đúng. Chúng ta xét tiếp biểu thức C. Thì nhìn vào biểu thức C chúng ta thấy ngay chắc chắn ở đây chúng ta sẽ phải trục riêng từng căn thức một. Bởi vì ở đây có rất nhiều căn thức. Rất nhiều cái phân thức này. Đây. Thế là chắc chắn là không dùng quy đồng rồi. Vậy ta tiến hành xét cái số hạng tổng quát của nó là có dạng gì đây? 1 trên căn K.
cộng với căn của k cộng 1. Ở đây ta sẽ trục cái tổng quát này như nào? Thành nhân với biểu thức liên hợp này nhân với căn k trừ đi căn của k cộng 1 chia cho mẫu sẽ là gì? Là căn k tất cả bình trừ đi căn của k cộng 1 tất cả bình phương. Vậy sẽ bằng căn k trừ đi căn của k cộng 1 chia cho căn của k tất cả bình thì bằng k trừ đi căn của k cộng 1 tất cả bình thì bằng k cộng 1. Vậy thì cái mẫu này sẽ là bao nhiêu này? K trừ k hết là âm 1. Âm 1 thì căn k trừ căn k cộng 1 trên âm 1 thì sẽ bằng âm căn k cộng với căn của k cộng 1. Đấy là sao tổng quát. Từ đây chúng ta sẽ áp dụng cho từng cái trường hợp này là xong. Thế thì chúng ta nên trình bày bài toán như sau này. Ta có 1 trên căn k cộng căn của k cộng 1 sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng là căn k trừ đi căn của k cộng 1 chia cho k trừ đi k cộng 1. Và như chúng ta vừa phân tích thì nó bằng âm căn k cộng với căn của k cộng 1 với mọi k là số tự nhiên khác không. Do đó áp dụng vào cái biểu thức C này với lần lượt k từ 1 cho đến 99 thì chúng ta sẽ được là C sẽ bằng cái gì? C sẽ bằng đây này. Đây là căn k thì đây là âm căn k. Căn k cộng 1 thì cộng với căn k cộng 1. Vậy căn 1 cộng căn 2 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng âm căn 1 cộng căn 2. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ là âm căn 2 cộng căn 3. Âm căn 3 cộng căn 4 trừ đi vân vân. Và sẽ là âm căn 99 cộng với căn của 100. Như vậy thu gọn thì chúng ta được cái gì? Âm 1 căn 2 trừ căn 2 hết, căn 3 trừ căn 3 hết, căn 4 trừ căn 4 hết. Và tương tự đây sẽ là căn 99 trừ căn 9 hết. Cuối cùng còn bằng âm 1 cộng với căn của 100. Tức là bao nhiêu? Bằng âm 1 cộng với 10. Và kết quả sẽ bằng 9. Thì đây là một phương pháp rất hay để sau này chúng ta gặp những cái bài toán mà nó có dạng một dãy số như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp mà cho thầy nhé. Tức là chúng ta sẽ tiến hành trục cái một cái số hạng tổng quát, sau đó áp dụng lần lượt cho các số từ 1 đến hết thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán đó. Rồi tiếp tục biểu thức D. Nhìn biểu thức D ta thấy ngay, với phần thứ nhất chúng ta sẽ trục căn thức của mẫu, với phần thứ hai chúng ta sẽ đưa cái biểu thức này ra khỏi dấu căn. Ta có thể thực hiện như sau này. Nhân cả từ mẫu biểu thức liên hợp của mẫu, tức là 2 cộng với căn 3. Dưới mẫu sẽ thành 2 bình trừ đi căn 3 tất cả bình. Phần thứ hai chúng ta phải đưa được cái này thành bình phương của biểu thức, tức là cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo đấy. Bây chúng ta bắt đầu cấp nhé. Ta có 7 trừ đi 4 căn 3 sẽ có thể phân tích thành cái gì? Thành là 2 nhân với gì? Căn 3 nhân với 2. Đấy, đây là một cái cách. Và ta thử xem đúng nhá. Nếu theo cái này thì ở đây sẽ là căn 3 tất cả bình phương trừ đi, và chỗ này là cộng 2 bình. Căn 3 tất cả bình 3, 2 bình thì bằng 4, 4 cộng 3 bằng 7, vậy đủ. 2 nhân 2 bằng 4 căn 3, đủ. Từ đó được kết quả là bằng căn 3 trừ đi 2 tất cả bình phương. Thế được 2 cộng với căn 3 trên mẫu là 4 trừ 3 vậy bằng 1 cộng với giá trị đối của căn 3 trừ đi 2. Đến đây sẽ được 2 cộng với căn 3. Bây giờ ta kiểm tra xem là căn 3 trừ 2 thì dễ dàng thấy là âm, bởi vì 2 nó bằng căn 4, căn 3 trừ căn 4 thì âm. Từ đó giá trị đối của căn 3 trừ 2 sẽ bằng âm căn 3 cộng 2. Căn 3 trừ căn 3 hết, 2 cộng 2 bằng 4.
Một số bạn chúng ta không so sánh được căn 3 trừ 2 là âm hay dương thì chúng ta có thể ứng dụng của máy tính nhé. Chúng ta sẽ ấn vào máy này là 2, là căn 3 trừ 2, căn 3 trừ 2. Thì để như này chúng ta không biết là nó âm hay dương. Thì chúng ta sẽ ấn cho thầy cái nút SD nhé. Nút SD này, SD. Đấy, vậy kết quả đây nó âm này. Thì đây là một cách để những bạn mà học trung bình yếu đấy thì chúng ta sẽ dễ xác định được là cái phần trong giá trị đối này dương hay âm. Bằng cách ta ấn cái biểu thuyết vào, ấn bằng, sau đó mình ấn nút SD. Nếu như ở đây nó không dấu gì tức là dương, còn nó có dấu âm thì là âm. Để chúng ta phá ra khỏi trị đối cho nó chính xác. Chúng ta ấn máy tính kiểm tra kết quả, thấy rằng kết quả trong máy là bằng 4, tức là chúng ta đã làm đúng. Tiếp theo, với biểu thức E thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đương nhiên, đầu tiên chúng ta phải tiến hành trục căn thức ở bên trong hai cái dấu căn đã. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nhân cả tử vào mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Chúng ta sẽ có là 3 căn 3 trừ đi 4 nhân với 2 căn 3 trừ đi 1 chia cho 2 căn 3 tất cả bình trừ đi 1 bình. Ở dấu căn thứ hai chúng ta nhân cả tử vào mẫu với liên hợp của mẫu, tức là 5 cộng với 2 căn 3. Dưới mẫu sẽ là 5 bình trừ đi 2 căn 3 tất cả bình phương. Từ đó sẽ được, chúng ta tiến hành nhân ra nhé, xem được bao nhiêu. Ở đây mình có thể nhân ra nháp để kết quả cũng được, hoặc là nhân trực tiếp vào cũng được, không sao. 3 căn 3 trừ đi 4 nhân với 2 căn 3 trừ 1 bằng này, 3 căn 3 nhân 2 căn 3, 3 x 2 bằng 6, 6 3 18 này, bằng 18 này. 3 căn 3 nhân âm 1, vậy trừ 3 căn 3 này. Trừ 4 nhân 2 căn 3, vậy bằng trừ 8 căn 3 này. Trừ 4 nhân âm 1, vậy bằng cộng 4 này. Từ đây sẽ được là 22 trừ đi trừ 3 trừ 8, vậy bằng trừ 11 căn 3. Đấy là cái mẫu thứ nhất, là cái tử thứ nhất. Tiếp tử thứ hai chúng ta nhân luôn nhé. Căn 3 cộng 4 nhân với 5 cộng 2 căn 3. Mình nhân này, căn 3 nhân 5 vậy bằng 5 căn 3. Căn 3 cộng 2 căn 3 vậy sẽ bằng 6. Cộng 4 5 20 cộng với 4 nhân 2 là 8 căn 3. Vậy đây bằng bao nhiêu đây? 5 căn 3 cộng 8 căn 3 thì hai cái đơn cái căn thức này đồng dạng, ta cộng hệ số là 5 cộng 8 vậy bằng 13 căn 3. 20 cộng 6 bằng 26. Đấy là cái tử thứ hai. Cái mẫu thứ nhất là 2 căn 3 tất cả bình trừ 1 bình. 2 căn 3 tất cả bình phương trừ 1 bình phương. 2 bình thì bằng 4, 4 3 12 vậy bằng 12 trừ đi 1 vậy bằng 11. Cái mẫu tiếp theo đó là 5 bình phương trừ đi 2 căn 3 tất cả bình phương bằng 25 trừ đi 2 bình 4, 4 là 12. Vậy mẫu thứ hai này sẽ bằng 13. Từ đây chúng ta sẽ lấy kết quả vào nhá. Sẽ đánh căn bậc 2 của này. 22 trừ 11 căn 3 chia cho cái mẫu nhất là 11 trừ đi căn bậc 2 của 13 căn 3 cộng 26 chia cho cái mẫu này là 13. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành rút gọn bao nhiêu đây. Chúng ta đặt 11 ra ngoài, như vậy sẽ còn 2 trừ đi căn 3 chia cho 11 trừ đi căn thứ hai. 13 chúng ta đặt ra ngoài làm nhân tử chung, trong sẽ còn căn 3 cộng với 2 chia cho 13. Trên đây sẽ rút gọn được bằng gì? 11 rút gọn 11 vậy sẽ bằng căn của 2 trừ căn 3 trừ đi căn của
2 cộng căn 3. Đến đây thì chúng ta có thể vận dụng các cách làm ở giờ trước, thì do nó nêu ở cái ví dụ cuối cùng ở cái tiết học trước ấy. Thì chúng ta có nhiều cách, ở đây ta có thể bình phương lên này, có thể nhân thêm để nó biến đổi thành hằng thức. Ví dụ ở đây thì ta có thể nhân thêm như sau này, sẽ bằng là căn của 2 nhân với 2 trừ căn 3 chia cho 2. Tức là mình nhân tử lên 2 và chia giả lên 2 thì vẫn giữ nguyên. Trừ đi căn của 2 cộng căn 3 nhân với 2 chia cho 2. Tức gì? Bằng căn của 4 trừ 2 căn 3 chia cho căn 2 trừ căn của 4 cộng 2 căn 3 chia cho căn 2. Đến đây ta tiếp tục giải quyết hai cái phần ở trên tử này. Thì ta có 4 trừ đi 2 căn 3 sẽ phân tích được bằng cái gì? Bằng 2 nhân với căn 3 nhân với 1. Ở đây là căn 3 thì ở đầu sẽ là căn 3 tất cả bình. Và ở đây là 1 thì đuôi sẽ là 1 bình. Căn 3 bình là bằng 3 cộng 1 bằng 4 đủ. Do đó kết quả sẽ được bằng căn 3 trừ 1 tất cả bình phương. Vậy chỗ này sẽ được bao nhiêu? Được căn bậc 2 của căn 3 trừ 1 tức cả bình phương chia cho căn 2. Tương tự như vậy thì chỗ này sẽ căn của bao nhiêu đây? Của căn 3 cộng 1 tức cả bình phương chia cho căn 2. Từ đó sẽ được căn của A bình phương. Căn của A bình phương thì sẽ bằng giá trị đối của A. Do đó ta được kết quả là bằng giá trị đối của căn 3 trừ 1 chia cho căn 2 trừ đi giá trị đối của căn 3 cộng 1 chia cho căn 2. Chúng ta sẽ phá giá trị đối ra. Căn 3 trừ 1 dương, vậy thì trị đối của A sẽ bằng A nếu như A dương, hoặc là bằng 0 cũng được. Sẽ được căn 3 trừ 1 chia cho căn 2 trừ đi căn 3 cộng 1 chia cho căn 2. Hai cái này cùng mẫu với chúng ta trừ với nhau. Vậy sẽ được là căn 3 trừ đi 1 trừ đi căn 3 trừ 1 chia cho căn 2. Căn 3 trừ 3 hết. Vậy âm 1 trừ 1 bằng âm 2. Vậy bằng âm 2 chia cho căn 2. Mà âm 2 thì ta có thể viết được thành cái gì? Ta viết được là bằng âm căn 2 tất cả bình phương chia cho căn 2. Và từ đây được kết quả là âm căn 2. Sau khi xong thì chúng ta hãy ấn máy tính để kiểm tra kết quả nhé. Sau khi ấn máy thì chúng ta thấy kết quả rất là nẻ. Chúng ta không biết là nó có đúng mà âm căn 2 không. Thì một kinh nghiệm rất hay mà thầy lưu ý chúng ta như sau này. Chúng ta sẽ lấy cái đó chúng ta trừ đi. Chúng ta nên ta sửa nhé. Ta trừ đi. Trừ đi kết quả cùng tức là trừ đi âm căn 2. Đấy. Nếu như bài nào của mình đúng thì đương nhiên kết quả phải bằng 0. Bởi vì cái kết quả đầu và kết quả cuối là bằng nhau. Hai kết quả bằng nhau mà trừ nhau thì đương nhiên nó bằng 0. Chúng ta kiểm tra thử nha. Đấy, kết quả chúng ta là bằng 0. Vậy chứng tỏ là chúng ta đã làm một cách rất chính xác cái phần E này. Phần F chúng ta sẽ làm như sau. Thì nhìn vào đây ta thấy ngay là chúng ta sẽ tiến hành trục căn thức ở hai cái đầu và cuối của biểu thức F này. Và ở giữa thì chúng ta cũng trục căn thức. Bằng cách gì? Chúng ta sẽ nhân với liên hợp của biểu thức đầu này bằng 2 trừ căn 3 chia cho 2 bình trừ đi căn 3 tất cả bình phương cộng với căn 2 chia căn 6 thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với một số thích hợp. Và thích hợp đây thì chúng ta sẽ nhân với căn 6 luôn. Vậy nhân với căn 6 trừ đi này, 2 nhân với 3 trừ đi căn 3 trên mẫu sẽ là bao nhiêu?
3 bình trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Từ đây sẽ được 2 trừ căn 3 chia cho 2 bình 4 căn 3 tất cả bình 3. Vậy sẽ bằng 4 trừ 3 cộng với căn 2 nhân căn 6, vậy là được căn của 12 chia cho căn 6 nhân căn 6 thì bằng 6. Trừ đi này, 2 nhân với 3 trừ đi căn 3 chia cho 3 bình là 9 trừ đi căn 3 tất cả bình là 3. Vậy sẽ được kết quả là gì? Là 2 trừ đi căn 3 cộng với căn 12 trên 6 thì ta biết thành nào? Căn 12 thì dễ dàng tách thành là căn 4 nhân 3. Đưa thừa số 4 ra ngoài căn bằng 2 bằng 2 căn 3. Và cái này căn 12 chia cho 6 thì sẽ bằng 2 căn 3 trên 6. Rút gọn cho 2 sẽ được bằng căn 3 trên 3. Vậy sẽ được là căn 3 trên 3. Trừ đi. Ở chỗ này sẽ được là 2 nhân với 3 trừ đi căn 3 trên 9 trừ 3 bằng 6. Vậy rút gọn cho 2 sẽ được là 3 trừ đi căn 3 chia cho 3. Hay là tách ra theo bằng là 3 trên 3 trừ đi căn 3 trên 3. Đấy. Vậy ta sẽ được bao nhiêu? Trừ đi mở ngoặc này, 1 trừ đi căn 3 trên 3. Từ đó sẽ được là 2 trừ đi căn 3 cộng với căn 3 trên 3 trừ đi 1 cộng căn 3 trên 3. Từ đây chúng ta sẽ thu gọn số đồng dạng được 2 trừ 1 cộng 1 này. Ở đây là âm căn 3, âm căn 3 cộng với căn 3 trên 3 cộng với căn 3 trên 3. Thì mình sẽ cộng trừ các hệ số là lấy bao nhiêu? Ta lấy âm 1 này cộng 1 phần 3 này cộng với 1 phần 3 này. Đấy. Và giữ nguyên phần căn là căn 3. Vậy được kết quả là âm 1 phần 3 căn 3 hay là trừ đi căn 3 trên 3. Chúng ta cũng có thể quy đồng lên thì sẽ được là bằng 3 trừ đi căn 3 chia cho 3. Và chúng ta cần phải kiểm tra máy tính để xem kết quả mình làm có đúng hay không. Chúng ta ấn vào máy tính thì kết quả trong máy là 3 trừ căn 3 trên 3, chứng tỏ chúng ta đã làm đúng. Như vậy trong tiết học hôm nay, thầy giáo giới thiệu với chúng ta 6 bài toán rút gọn và chủ yếu chúng ta dùng phương pháp chụp căn thức ở mẫu, đồng thời có sử dụng đến hằng đẳng thức về căn thức bậc 2. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhớ cái phương pháp làm của bài tập này để sau này chúng ta gặp những bài tập khác tương tự thì chúng ta sẽ làm để thực hiện tốt. Chúng ta sẽ có kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới, đặc biệt là kỳ kiểm tra giữa kỳ, là một kỳ kiểm tra mà gần nhất đối với chúng ta. Nếu các em thấy bài giảng hay, hãy chia sẻ cho bạn bè mình cùng học. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.